Đây là bài viết đằng sau giá trị của một chai champagne của tác giả The Baby. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bây giờ mời bạn cùng lắng nghe bài viết này nhé. Đạo luật mới do Tổng thống Nga Vladimir Putin ký đầu tháng 7 yêu cầu tất cả các nhà sản xuất rượu vang sủi bọt nước ngoài phải dán nhãn sản phẩm của họ là vang sủi bọt trên nhãn ở mặt sau của chai thay vì champagne. Trong khi các nhà sản xuất rượu vang sủi bọt ở Nga có thể tiếp tục sử dụng thuật ngữ champagne trên vỏ chai. Điều này đã gây ra bất đồng và phản ứng gay gắt từ Ủy ban rượu champagne. Kết quả là các sản phẩm champagne sẽ được ngừng xuất khẩu đến Nga. Vậy, lý do của câu chuyện này đến từ đâu? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ở phần sau của video này. Xin cảm ơn Ngài Putin vì đã mượn đạo luật mới của Ngài để mở đầu cho câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta trong chuyên mục Nhận tri thức. Bây giờ, xin mời bạn đến với champagne và câu chuyện về những chai vang hảo hạng. Rượu champagne từ lâu đã luôn là biểu tượng của sang trọng và thịnh vượng, gắn liền với một tầng lớp giai cấp trong xã hội. Champagne thực chất không hề giống với rượu vang nổ hay vang sủi tâm sparkling wine, khi mà giá tiền của một chai champagne luôn cao hơn gấp 2 lần. Một chai champagne đạt chuẩn có thể đốt ví tiền dao động từ $50 tới $100, có nghĩa là từ 1,1 triệu đến 6,8 triệu Việt Nam đồng. Đặc biệt, những chai vang được cất giữ lâu đời có thể có giá hàng chục triệu đồng. Vậy, điều gì khiến cho những chai champagne thực sự đắt đến như vậy? Tên gọi của champagne bắt nguồn từ đâu? Chúng ta vẫn thường dùng từ champagne để gọi chung cho cả những loại rượu vang sủi tâm hay vang nổ khác. Thực tế là một chai champagne được gọi là champagne đúng nghĩa khi và chỉ khi nó được làm ra tại Champagne. Tác giả không giỡn đâu, Champagne là một địa danh có thật xuất hiện trên bản đồ. Đây là một khu vực cách Paris 150 km về phía đông bắc. Ngôi làng này được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt bởi chính quyền sở tại, với hai thương hiệu champagne signature là Moët & Chandon và Perrier Jouët. Tất cả các chai rượu không được sản xuất tại làng Champagne, kể cả những vùng lân cận trong nước Pháp, tất thảy đều không được phép đóng mác champagne mà phải gọi là vang nổ. Gọi là vang nổ bởi vì các bong bóng khí trong rượu và khi khui nút chai có tiếng pop đặc trưng nha mấy má. Tally-ho. Louder. Say tally-ho louder. Tally-ho. Tại ngôi làng có diện tích 35.000 hecta, sắp xỉ 300 triệu chai champagne được sản xuất mỗi năm, đem lại doanh thu ở ngưỡng $5 tỷ. Doanh số của champagne tăng trưởng đồng đều từ những năm 50 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, tương lai của ngành công nghiệp này phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực bảo vệ khí hậu của chính quyền và người dân địa phương. Bởi lẽ, ngôi làng tọa lạc tại phía bắc nước Pháp này có một khí hậu cực kỳ đặc biệt. Khi nhiệt độ trung bình ở ngưỡng 50 độ F, mát mẻ hơn bất kỳ khu vực sản xuất rượu vang nào tại Pháp. Điều này cho phép các cây nho được trồng tại làng Champagne đạt ngưỡng axit tuyệt vời để trải qua quá trình Champenoise, tức là quá trình lên men, trước khi biến thành những chai rượu hảo hạng. Tuy nhiên, khí hậu lục địa ở vùng Bắc Pháp này đồng thời khiến quá trình chế biến rượu khó khăn hơn so với các vùng nông nghiệp phụ thuộc vào thiên nhiên khác. Từ những trái nho đến ly rượu hảo hạng. Mỗi mùa thu hoạch đến là lúc 120.000 nông dân Pháp cùng nhau lựa những trái nho trên cánh đồng ruộng tới 84.000 mẫu Anh. Những người nông dân này hoàn toàn hái thủ công bởi việc sử dụng các thiết bị máy móc hoàn toàn bị cấm theo luật pháp địa phương. Điều này cho phép chất lượng các trái nho luôn được giữ ở mức tốt nhất và không xuất hiện sự chênh lệch nào trong chất lượng giữa các mẻ khác nhau. Các ngọn đồi trồng nho cũng là một yếu tố tiên quyết cho chất lượng tuyệt hảo, bởi khi ở trên cao, các tia nắng luôn chạm đến từng cây nho từ mọi ngõ ngách, và lúc những giọt mưa rơi xuống, dưỡng chất luôn thẩm thấu sâu vào tận lòng đất. Dòng chảy của lịch sử đã ươm những yếu tố khí hậu này vào trong lòng đất, biến loại đất ở ngôi làng này có cấu trúc đất sét và đá vôi, một đặc ân tuyệt vời cho sự sinh dưỡng của nho. Các quả nho mọc nước sau đó trải qua quá trình lên men bao gồm hai công đoạn. Sau khi được ở trong các thùng rượu làm từ thép không rỉ, chất lỏng một lần nữa được lên men ở trong các chai rượu. Phương pháp này được kiểm soát và quản lý nghiêm ngặt bởi Liên minh châu Âu. Vậy nên các chai vang không được gọi là champagne thì không đến từ làng champagne. Thực tế, các chai vang nổ khác trên toàn thế giới được sản xuất công đoạn hoàn toàn tương đương. Cuộc chiến độc quyền. Và ngày nay, chúng ta vẫn bắt gặp rất nhiều chai vang không thuộc về châu Âu cố gắng lách luật
khi các nhà sản xuất đóng mác champagne cho những chai vang của mình dù họ không đến từ Pháp hay thậm chí là từ châu Âu. Tiêu biểu chính là đạo luật mới của Nga ở đầu đề, thứ mà Putin cho rằng là bảo vệ ngành công nghiệp rượu của đất nước. Tuy nhiên, Ủy ban Champagne với hơn 80 luật sư trên toàn thế giới vẫn luôn không ngừng nỗ lực đấu tranh để bảo vệ sự độc quyền cho thương hiệu Champagne Authentic và vượt lên trên những sự tương đồng từ trong quy trình sản xuất hay có thể kể cả hương vị, thì những chai Champagne Real luôn khác biệt với hàng đảo nhái tem mác khác ở trong chính câu chuyện lịch sử hay danh tiếng của chúng. Cái nôi của Champagne. Thuở sơ khai của những chai Champagne bắt nguồn từ thế kỷ thứ 3 khi những người La Mã bắt đầu trồng nho ở Đông Bắc Pháp. Cho đến giữa thế kỷ thứ 17, với sự nâng cấp trong quá trình lên men, Champagne trở thành thức uống thiêng liêng khi được phục vụ cho vua Louis XIV trong suốt quãng thời gian ngài trị vì. Tuy nhiên, khí ga CO2 ở trong các chai rượu thường khiến cho chúng nổ tung trong các hầm chứa. Các nhà sản xuất đã nỗ lực trong việc loại bỏ khí ga và các bong bóng khí. Và phải cho đến thế kỷ thứ 19, các chai vang nổ này đã chiếm lĩnh thị trường, đặc biệt là trong phân khúc thượng lưu hay những gia đình quý tộc. Các doanh nghiệp sản xuất đã tối ưu hóa quy định khi biến vỏ chai champagne hay nút chai dày hơn rất nhiều lần. Điều đặc biệt nhất là dẫu khu vực champagne từng là chiến trận trong cả hai cuộc thế chiến, các chai champagne vẫn không ngừng được sản xuất. Cho đến cuối đại chiến, có đến 40% trong tổng số vườn nho đã bị hủy hoại. Cũng chính bởi lý do này, các chai champagne được sản xuất giữa thời loạn lạc được bán với giá ngất ngưỡng. Tương lai của ngành công nghiệp champagne như thế nào? Làng Champagne là khu vực sản xuất rượu đầu tiên trên thế giới nghiên cứu lượng khí thải carbon và đưa ra kế hoạch kiểm soát lượng khí này như một hệ quả tất yếu của các số liệu thống kê đáng quan ngại. Nóng lên toàn cầu đã khiến khu vực này tăng 1,2 độ C trong 30 năm qua, khiến cho ngày thu hoạch đến trước 2 tuần. Với sự thay đổi bất lợi này đối với yếu tố khí hậu tuyệt vời của khu vực, cùng với sự thất bại trong nỗ lực kiểm soát khí hậu của Paris, ngành công nghiệp sản xuất rượu tại làng Champagne đang bị đặt trước những thách thức vô cùng to lớn. Nga khai mào cuộc chiến Champagne với châu Âu. Giờ thì chúng ta hãy cùng giải quyết vấn đề đã được đặt ra ở đầu video. Điều gì sẽ xảy ra nếu mì Quảng không được dùng chữ Quảng, bún bò Huế không được dùng chữ Huế? Nga vừa ra đạo luật rượu Champagne không được dùng rượu Champagne. Ngày 2 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký một đạo luật cấm các nhà sản xuất rượu vang nổ nước ngoài sử dụng thuật ngữ Champagne, kể cả những loại rượu được sản xuất tại vùng trồng nho nổi tiếng của Pháp, quê hương của Champagne. Chỉ những loại rượu Champagne do Nga sản xuất mới được sử dụng thuật ngữ Champagne. Động thái này gây bất lợi lớn cho Pháp, quốc gia sở hữu các quy định nghiêm ngặt để bảo vệ tên tuổi và danh tiếng các sản phẩm được yêu thích của mình. Ngày 5 tháng 7, Tập đoàn Công nghiệp Champagne chính của Pháp kêu gọi tất cả các nhà sản xuất ngừng xuất khẩu sang Nga cho đến khi có động thái mới. Maxime Touba và Jean-Marie Barguillet, Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát Champagne, tuyên bố việc ngăn cấm người dân xứ Champagne sử dụng cái tên Champagne đã tạo ra cú sốc lớn. Champagne là di sản và niềm tự hào của chúng tôi. Tập đoàn kêu gọi các nhà ngoại giao Pháp và Nga sửa đổi đạo luật không thể chấp nhận này. Tập đoàn LVMH sở hữur các thương hiệu rượu vang Veuve-Clicquot và Dom Pérignon sẽ tạm dừng các chuyến hàng đến Nga nhằm đánh giá ảnh hưởng của đạo luật mới. Truyền thông Pháp cho rằng động thái của Moscow có thể là một phần trong nỗ lực hồi sinh ngành sản xuất rượu vang nổ Champagne tại Crimea mà Nga đã sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Nó tương tự các biện pháp Nga từng thực hiện nhằm khuyến khích phát triển các sản phẩm trong nước. Moscow đã cấm nhập khẩu format châu Âu và các sản phẩm khác để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây trước cuộc xung đột Ukraine. Điều này làm thúc đẩy hoạt động sản xuất format tại địa phương. Động thái của Moscow cũng diễn ra vào đúng thời điểm quan hệ châu Âu và Nga đang căng thẳng, ngay khi Hội đồng châu Âu bác bỏ đề nghị của Pháp và Đức về cuộc gặp thượng đỉnh với Putin. Theo Dmitry Peskov, thư ký của Putin, rượu vang nổ là một ngành không thể sinh lời mạnh, ám chỉ mong muốn bảo vệ các nhà sản xuất rượu trong nước của Nga. Ông nhấn mạnh, luật đã được thông qua, nó phải được thực hiện. Đại sứ quán Pháp tại Moscow từ chối bình luận. Xong, Thứ trưởng Thương mại Pháp Frank Riester thể hiện thái độ trên Twitter. Chúng tôi sẽ không ngừng hỗ trợ các nhà sản xuất và các sản phẩm của nước Pháp. Champagne Pháp muôn năm. Quy định mới của Nga có thể thay đổi khoảng 20.000 nhãn hiệu rượu. Một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu chia sẻ, Ủy ban sẽ làm mọi thứ cần thiết để bày tỏ sự bất đồng và quan ngại với quy định của Nga, dù không đề cập tới các bước cụ thể phải thực hiện. Trên đây là video về Champagne.
câu chuyện về những chai vang hảo hạng. Bạn có suy nghĩ gì về video này? Hãy để lại một comment ở phần bình luận ở bên dưới nha. Nếu như video này hấp dẫn, hãy tặng chúng mình một like, một share và một subscribe. Và đừng quên đăng nhập vào spyroom.com để đọc thêm những nội dung khác. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.